Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác một cái cặp vỏ này. Đấy. Cặp vỏ này thì về, ví dụ các bác nào mà không thích cái màu như này thì mình có thể dán lại sang màu khác nhá. Đấy. Vô tư luôn, đổi màu bây giờ nó đơn giản rồi đúng không ạ? Ngày xưa kiếm còn khó, bây giờ các bác ra mấy quán sửa xe máy ấy. Bán cho anh mấy cái giấy dán, thích màu gì có màu đấy các bác. Dán và đơn giản mà. Đấy, thì các bác ra đây bảo các bác thích màu gì thì chọn màu đấy nhá. Đây, vỏ loa thì rộng 16 các bác này. Sâu của nó là 22.5. Đấy, cao này chắc khoảng 27 gì đấy. Đây, cao 27 nhá. Đấy. Thì đấy là về kích thước vỏ. Đấy, còn kích thước bát các bác này. À tép này. Tép con này nó rơi khoảng là tép 9 nhá. Đấy, tép 9 này. Ok chưa ạ, tép 9 này. Bát nhá. Bát con này em xem nào. Nếu mà đo theo cái chiều chuẩn của nó này. Đấy thì nó rơi vào là 15. Đấy chuẩn chỉ của nó này. Nó rơi vào là 15. Đấy còn đo theo cái chiều vát này. Con này tại vì nó hơi vát đây thì nó là 14.2. Đấy. Ok các bác. Đây các bác nhìn qua hình thức một tí này. Đấy. Không thích màu xám này thì mình có thể sán sang vỏ mới sang màu khác nhá. Nhưng mà cái chất lượng vỏ làm theo tốt mà. À, cái màu đẹp mà, đúng không ạ? Màu xám kiểu dạng sần sần rất đẹp. Về mình vệ sinh thêm mà đẹp năm nay ngay. Em chưa lau đâu. Em họp vỏ váy này em để nguyên hôm quay này. Chất liệu thì các bác khỏi nghĩ luôn. Bền cực kỳ, đây các bác nhìn chất liệu gỗ này. Này, dày cực kỳ luôn này. Thành cách rất là dày. Vâng, cặp này nhé, em thật các bác bây giờ nhé, các bác cứ thử đây, bây giờ em và các bác cùng phân tích một chút nhé. Bây giờ đây rồi, ok rồi, đây, hai tức là em và các bác cùng phân tích một chút này. Bây giờ em thử hỏi các bác nhé, bây giờ các bác mà đi ra thợ đúng không? Các bác ra thợ các bác mà hỏi một cái cặp vỏ này. Thì bây giờ tiền công mà đóng được một cặp vỏ này, ít nhất bây giờ em nghĩ về nó rơi khoảng là tầm khoảng 300.000 tiền công, đúng không các bác? Phải mất một ngày công, mà em nghĩ là một ngày công này làm sao mà đóng được cái vỏ thùng như này đúng không các bác? Một ngày chưa chắc là đóng xong đấy, nhưng mà thôi cứ tính tạm tính là em và các bác cứ tạm tính là một ngày công đi là 300.000, ok chưa? Tiếp tục tiền gỗ, bây giờ các bác đi mua mà em một cái tần này vỏ gỗ nhá, là phải xẻ cắt này nó các thứ đấy, thì tần này gỗ em nghĩ nó cũng phải rơi khoảng 200.000 tiền gỗ nhá. Đấy thì các bác phải mua cả một tấm, không một tấm thì mới xẻ ra được một mặt này, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt, sáu mặt đúng không ạ, để mình chắp lại đấy, phải sáu mặt thì mình mới chắp lại được thành một cái tấm như này. Thì 6 mặt này vì các bác mua một tấm như này nó cũng rơi khoảng 200-300.000 tiền gỗ này. Nếu mà là gỗ thịt thì không làm được. Gỗ thịt thì nó thành dòng loa ngang ngố, mà loa ngang ngố thì nghe như trong hầm. Kiểu như các bác mà đổ một cái hầm bê tông vào trong bể, các bác vào trong cái bể nước mưa thì mình ngày xưa ấy, các bác vào đây xem, các bác mở nhạc mà xem. Nghe đúng như kiểu gọi là hầm. Đấy thì nếu mà các bác đóng loa vào gỗ tức là gỗ thịt thì y chang như vậy. Còn cái vỏ đóng loa này thường thường phải là vỏ gỗ ép hoặc là gỗ dán. Đấy. Cái này không đơn giản mà người Nhật người ta làm như vậy đâu các bác. Người ta làm gỗ thì đơn giản nhưng mà người ta không làm. Bởi vì cái này nó còn liên quan đến cái tần suất âm thanh, tức là cái độ dao động âm thanh. Đấy, cái tần số âm thanh rồi mọi thứ nó liên quan rất là nhiều và tính toán rất là kỹ thì người ta mới đóng ra được cái vỏ thùng như này. Đấy, đúng không các bác? Đấy, đấy là em và các bác cùng phân tích một chút như vậy. Thế nên là để tạo ra một cái vỏ như này thì không phải đơn giản mà nó có được ngay đâu. Còn thợ Việt Nam mình em thật các bác đóng rất giỏi, đóng những cái này thậm chí người ta đóng cực kỳ nhanh luôn, nhưng mà chất nó không hay, bởi vì là người ta không tính toán được cái thông số kỹ thuật, cái kích thước của nó đấy, đúng không ạ? Mà cái giá thành nó sẽ rất là cao đấy, thì các bác thử cộng lại lôm na nó cũng rơi khoảng 500-700.000 một cái cặp như này đấy, mà 500-700.000 thật các bác nghĩ mà đóng được ấy, đúng không ạ? Đấy là mình gọi là cộng chơi chơi cộng vui vui, đấy là em các bác cùng ngồi đấy cộng, chứ còn ra thực tế thợ làm sao mà giá đấy người ta làm được cặp này, đúng không các bác? Đấy, thế nên là thay vì như vậy alo cho em đấy cặp này về, em thật bác giá có 180.000 thôi, không cần đến 500.000 đâu các bạn, không mất công làm gì về cái việc lắp vào là xong. Còn không thích cái màu vỏ này thì các bác mua cái màu màu khác mình dán vào là xong đấy, thế thôi, nó chỉ tốn thêm khoảng 10-20.000 tiền dán là xong. Chứ bây giờ các bác đi đóng một cặp vỏ nhẹ vừa mất thời gian mà vừa em thật các bác đợi chờ nó mệt lắm, mà lại cả 500-700.000 thì tội gì đúng không các bác? Thì lấy luôn cặp này cho nó nhanh, có bao nhiêu đâu, có 108 thì vâng. Đấy. Thì bác nào chốt cặp này thì alo ngay cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 các bác nhá. Vâng, xin chào các bác.